Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mọi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của người hiến máu đối với cộng đồng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam về việc tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bạc Liêu đã triển khai kế hoạch đợt 1 những tháng đầu năm. Phóng viên chuyên mục Nhân đạo và đời sống có vài ghi nhận về đợt hiến máu tình nguyện lần này. Thực hiện kế hoạch của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người, với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tại Giá Rai, Ban vận động hiến máu tình nguyện thị xã đã tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1, ngay sau Tết Nguyên đán năm 2021. Ở thời điểm này, dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại. Để đảm bảo an toàn cho việc tham gia hiến máu tình nguyện, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Giá Rai phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương tiến hành các bước vệ sinh khử trùng quanh khu vực, sắp xếp, bố trí nơi lấy máu đảm bảo an toàn. Để giảm áp lực cho đội ngũ chuyên môn cũng như hạn chế sự tập trung quá đông tại một địa điểm, Ban vận động hiến máu tình nguyện thị xã Giá Rai đã sắp xếp khung giờ khác nhau cho đơn vị phường xã đến hiến máu. Nhằm đảm bảo lượng máu theo yêu cầu của ban chỉ đạo, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Giá Rai đã phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị ngành phường xã tham gia hiến máu đợt 1 năm 2021 tại bệnh viện đa khoa cũ của thị xã. Thì thực hiện theo cái kế hoạch của ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu, thì qua đó thì về ngành Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Giá Rai làm tham mưu cho ủy ban thị xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các xã phường và các ngành như công an, bệnh viện và ba trường trung học phổ thông. Qua đó thì chia ra là thành 4 đợt trong năm, mỗi đợt là vận động ở cơ sở và các ngành, các cán bộ người dân tham gia hiến máu từ 300 đến 400 người. Thì nhìn chung quán máu thì bà con cũng có tinh thần tự giác hiến máu, đây là một nghĩa cử cao đẹp cứu người. Thì đa số là anh em tham gia tốt. Đây là đợt đầu tiên khởi động đầu năm, thì giao cho 10 xã phường với 3 trường trung học phổ thông, công an huyện, công an thị xã và bệnh viện. Thì nhìn chung qua đợt thì các ông chí thấy tham gia rất tốt. Mặc dù trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát, song với tinh thần hiến máu cứu người, số lượng đến tham gia hiến máu lần này rất đông. Tất cả mọi người đã ý thức được ý nghĩa mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Dạ, cũng như theo suy nghĩ của em thì hiến máu nhân đạo thì cũng như là cái giọt máu mình cho đi là cứu bao nhiêu người để ở lại. Còn nếu bản thân em thì cũng như ngày xưa, cũng như là riêng bản thân thì em tình nguyện hiến máu là từ lúc ban đầu, từ năm 2006. Thì em không suy nghĩ gì cả, như là mình cảm thấy là mình giúp được cho cái người đó. Như cái giọt máu của mình mà giúp được cho một cái người đó thì em rất là mừng. Còn nói chung thì cái xã, đơn vị xã Văn Tân của em ngày xưa thì cũng riêng, chỉ riêng một mình em là được đi hiến máu nhân đạo. Thì nói chung các em ở trong đoàn thanh niên, thì em ngày xưa là em cũng là đoàn thanh niên, rồi đi hiến máu nhân đạo là cái ngày đầu tiên. Thì mấy người, mấy em cũng ở trong cơ quan cũng rất là sợ, trời sao chết đi hiến máu nhân đạo. Em cũng có tuyên truyền cho mấy em, hiến máu nhân đạo là có một cái nghĩa cử cao đẹp đối với một người, dụ như cái giọt máu mình cho đi mà để cứu được bao nhiêu người sống lại thì cái đó là một cái điều hạnh diện. Thì các em từ đó thì em cũng tuyên truyền rồi vận động, rồi từ đó thì các em cũng là có cái tinh thần hưởng ứng theo cái phong trào của cái hiến máu tình nguyện. Rồi bây giờ em luôn vận động những người bên ngoài, không phải riêng là của cơ quan, nhưng những người dân bên ngoài cũng đều là hưởng ứng để đi cái hiến máu tình nguyện. Cái tình nguyện này làm gì? Để tình nguyện để cứu người, cũng như bao nhiêu người khác, người ta cần một cái giọt máu nhưng mà cũng không có. Còn tụi em thì rất là vui khi cho một người đó có một cái hiến máu, một cái giọt máu, là cái đó là rất là tốt. Cũng như vừa rồi, thì em đi nuôi cha trên Bạc Liêu, thì có cái cô đó ở Vĩnh Hậu, cổ bị bệnh mà nói chung gia đình cổ là không có đủ tiền để mua máu. Nhưng em vẫn tình nguyện cho cô là 2 bịch máu. Nhưng mà bản thân em vẫn vui
Vì nếu không có hai bịch máu đó thì cô không còn để sống lại với nuôi con cô. Nhưng mà em vẫn vui khi cô sống lại để nuôi con cô. Đó là một cái nghĩa cử cao đẹp và một cái bản thân của mình làm được, giúp ích được cái gì cho đời thì mình sẽ giúp. Dù bản thân em không đáng ngại, nhưng mà khi hiến máu trở về thì em vẫn bình thường, vẫn mạnh khỏe. Đó là cái một cái cao đẹp của mình và mình có hạnh diện. Mình vẫn khỏe nhưng mà mình cứu được cái một người. Em cảm thấy đây là một việc làm rất là ý nghĩa, cũng như đó là góp một phần công sức vào cái quá trình giúp đỡ cho mọi người, nhất là đất nước mình đang trong hoàn cảnh đấu tranh với đại dịch thế này. Thì em cảm thấy rất là tự hào trong có mặt trong cái buổi hiến máu ngày hôm nay. Cũng quan điểm em là hiến máu nhân đạo cũng đôi khi cũng giúp đỡ một xã hội, một cái gì đó, một cái bản thân của mình. Cụ thể nói một câu là mình không có giúp được gì thì cái nào mình giúp được cho xã hội được cái gì thì mình sẽ giúp được. Mà hơn nữa, việc hiến máu nhân đạo đây cũng thấy là một cái việc mà rất hay. Tức là đôi khi nó giúp đỡ được những người mà cần những lượng máu đó trong những lúc mà nguy kịch. Thì từ cái thời sinh viên thì đại học sư phạm thì em cũng đã từng hiến máu rồi. Nhưng mà khi mà về công tác tại trường trung học phổ thông Cái Gai á, thì cái việc hiến máu nhân đạo em thấy nó cũng rất hay. Và cũng phụ trách bên đoàn, phụ trách về vấn đề vận động đoàn viên thanh niên để hiến máu nhân đạo. Thì trong cái thời điểm 2003 em về đó thì em cũng đã vận động học sinh cũng rất nhiều, và đồng thời để làm gương cho học sinh thấy rõ những cái điều mà hiến máu đó có lợi như thế nào, thì mình cũng đứng làm giống như là làm gương mẫu để cho học sinh nó noi theo. Thì trong cái thời gian đó thì hầu như đợt vận động hiến máu nào của Hội Chữ Thập Đỏ cũng như là của Bình Thị Đoàn thì em cũng được tham gia hiến máu hết. Đó là cái nguyện vọng, cụ thể là nguyện vọng của em là giúp ích một cái phần của mình để cho xã hội. Cho đến thời điểm này thì mình đã hiến máu được bao nhiêu lần? Đến thời điểm này thì em cũng đã tính từ trước đến giờ thì em cũng đã hết 26 lần rồi. Dạ, em cảm thấy là việc làm rất có ích, giúp cho những người mà người ta đang cần hiến máu để cho người ta phục hồi sức khỏe. Mình là người đủ sức khỏe thì mình giúp một cái ít đợi với cái góp ít một cái gì đó vô cái sức khỏe của người ta. Phải làm việc làm này rất là nhân đạo và cao cả. Tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Ban Giám đốc Công an tổ chức ngày hiến máu tình nguyện ngay trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên công an sắp xếp bố trí nơi lấy máu và phân bổ số lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu với tinh thần khẩn trương, an toàn, hiệu quả. Thực hiện ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu, thì Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cho đoàn thanh niên công an tỉnh tham mưu tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Thì trước khi mà Đảng ủy, Ban Giám đốc giao việc tổ chức tham mưu tổ chức hiến máu tình nguyện lần này thì có quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ khi tham gia hiến máu phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phải đeo khẩu trang thường xuyên, sát khuẩn tay và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 5K. Bên cạnh đó thì cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh thì tham gia hiến máu tình nguyện lần này với tinh thần rất là hào hứng, vì biết được là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và Tết Nguyên Đán thì lượng máu của các cơ sở y tế được tiếp nhận thì hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng. Vì vậy thì với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nói chung thì chúng tôi luôn tình nguyện, hăng hái tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến máu lần này. Không những lần này mà các lần trước thì đối với cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên công an tỉnh Bạc Liêu rất là hăng hái về tham gia công tác lần này. Số lượng cán bộ chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu lần này là trên 300 người, ước tính thì quy đổi là khoảng trên 350 đơn vị máu. Theo chị Trần Kim Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2020, lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã hiến tặng gần 2.000 đơn vị máu,
đó là giọt máu nghĩa tình vì cộng đồng, vì nhân dân phục vụ và vì đồng đội thân yêu của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Những giọt máu ấy đã góp phần mang lại sự sống, niềm vui, hạnh phúc cho những người bệnh. Trong lần hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021 này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đặt ra là có ít nhất 300 người tham gia hiến máu tình nguyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đa số cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bạc Liêu đến hiến máu tình nguyện tại công an tỉnh lần này với tinh thần phấn khởi và tự tin. Thì theo tôi nghĩ là hiến máu là hành động nghĩa cử cao đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an. Nên tôi thấy cái hiến máu là nó vừa có lợi là thứ nhất cho cơ thể mình được máu lưu thông để đào thải ra cái chất máu mới để nuôi cơ thể. Cái thứ hai, cái máu mình tích trữ khi về dữ liệu máu có thể cứu sống hoặc là hỗ trợ cho một số bệnh nhân hiểm nghèo, cái lượng máu cần đáp ứng cho họ. Cứu người là nhiệm vụ quan trọng, thì một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thì tuổi trẻ công an tỉnh Bạc Liêu nói chung và tuổi trẻ phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh nói riêng thì sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình với mong muốn là một được đóng góp một cái gì đó, điều việc gì đó có ích cho xã hội, và nhất là trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay. Có thể nói, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từ thành thị đến nông thôn, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên. Số lượng máu thu được năm sau cao hơn năm trước, góp phần đáp ứng nhu cầu về máu, phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tất cả họ đều ý thức được việc hiến máu là một hành động cao cả, là nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, không chỉ là một thông điệp mà thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp đó đã và đang tiếp tục lan tỏa đến tất cả mọi người, tạo nên hiệu ứng rộng khắp trong cộng đồng, mang lại niềm hy vọng cho những người bệnh cần máu để duy trì sự sống. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện. Trong giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh có 157 người hiến máu từ 10 lần trở lên, trong đó có 25 người hiến máu trên 13 lần trong 3 năm liên tục. Ghi nhận những công lao đóng góp đó, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện trong thời gian 2017-2020. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có nhiều tác dụng tích cực đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội. Vì lẽ đó, rất nhiều người coi việc hiến máu là rất đáng tự hào bởi bản thân họ đã giúp được những người bệnh đang đau ốm, thậm chí là nguy kịch, có được sự sống. Vận động và tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, người vận động và tham gia hiến máu tình nguyện cần được tôn vinh khen thưởng để động viên họ tham gia hiến máu nhiều lần hơn nữa, cũng như khuyến khích nhiều người khác cùng tham gia. Vì lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện vì nghĩa cử cao đẹp, hiến máu vì người bệnh. Người hiến máu tình nguyện sẽ mang đến cho người bệnh những đơn vị máu có giá trị an toàn nhất. Hơn ai hết là những người khỏe mạnh, họ là những người bình thường, nhưng đối với người bệnh thì họ là những người hùng đã tặng cho người bệnh hai món quà vô giá, đó là sức khỏe và hạnh phúc. Nếu thiếu đi những giọt máu hiến tặng để cứu chữa trong lúc nguy nan thì người bệnh sẽ khó vượt qua bệnh tật hoặc nguy hiểm đến tính mạng, có thể trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chuyên mục Nhân đạo và đời sống phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.